Gỏi gà húng lủi và húng cây các bạn đã ăn chưa? Mấy bạn thường nhầm giữa cây húng lủi và kinh giới vì lá nói giống nhau. Thực ra thì rau húng lủi lá và thân sẽ xanh hơn mà mùi hoàn toàn khác nhau nhé các bạn. Ở miền Trung hay trộn rau này với gà luộc nè, rất chi là thơm ngon và hao luôn đó. Nào thèm gỏi gà thì đến Tường Vi nhen. Gạt nước mắt của anh thật sâu vào đây, lòng để anh biết tình yêu của em chỉ là đồ vui và anh chính là nhân vật kia. Ở trong vở kịch em đã viết nên từ lần đầu gặp nhau, anh biết hết mọi người.